Thưa quý vị, những ngày vừa qua dọc theo Hào Thành, Cổ Vinh thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự VTC. Những hộ dân sinh sống và kinh doanh buôn bán dọc hai bên Hào Thành, Cổ Vinh rất bức xúc vì phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường. Cá chết trắng ở Hào Thành gây mùi hôi thối nồng nặc khiến cuộc sống bị đảo lộn. Mấy ngày nay bữa tối là dân bữa đêm nó sinh hoạt được, nhưng bữa đêm là phải đóng cửa về đây chứ nó nguy cả ăn chết tánh hôi thối không chịu được. Đề nghị coi như là cấp trên là coi xử lý cái hồ thành như lại cho coi như hình như là cứ một tháng là bị một lần. Hay là còn vừa đồng trời là coi như là họ xả, hình như họ xả nước bẩn xuống. Không biết là từ cái nguồn nước ở đâu ra thì là không biết, người dân là bọn tôi là không biết. Nhưng mà thực sự là bây giờ là làm cho cá chết. Và có thải bao nhiêu là nước độc hại gì thì không biết mà đen và hôi thối. Và cá chết nó cũng hôi thối. Làm mọi người dân đây và cứ dân đây buôn bán ở cổng thanh này là cũng bị ảnh hưởng đến là cũng kém đi phân này và buôn bán. Theo ghi nhận, các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, ước tính có hàng tấn cá chết. Các công nhân môi trường giăng lưới dọc theo Hào Thành, Cổ Vinh để vớt xác cá chết. Xác cá chết đã bắt đầu phân hủy mạnh. Sau khi được gom lại, xác cá được vớt đem đi chôn lấp. Theo người dân cho biết, trước đây tình trạng cá chết cũng xảy ra và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân sống trong khu vực. Thông thường cá chết vào ngày trời nắng to, nhưng không hiểu vì sao hai hôm nay, dù thời tiết khá mát mẻ, có mưa nhưng cá vẫn chết và gây nên mùi hôi thối rất khó chịu. Vâng, tôi đang có mặt tại Hào Thành thuộc phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và theo người dân thì trong hai ngày gần đây, số lượng cá chết tại khu vực Hào Thành này xuất hiện rất là nhiều, dày đặc, khiến cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và ảnh hưởng đến cái cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh cũng như là cái việc ăn ở của bà con ở đây. Và hiện tại đấy thì quý vị có thể quan sát thấy là cái số lượng cá chết đã được các cái lực lượng chức năng vượt lên nhiều đến mức như thế này, và chủ yếu là cá rô phi. Cảm nhận thấy là cái mùi hôi thối rất là nồng nặc và cái lực lượng chức năng cũng phải rất là vất vả để mà tiến hành xử lý những cái số lượng cá chết nhiều thế này. Cách đấy mấy năm nó có một lần, vì dư một lần. Cái số lượng cá chết đấy có nhiều, chủ yếu là cá gì chị? Cái chủ yếu là cá rô phi, nói chung là chết hàng tấn. Khi bốc lên thì nhà chị là phải xử lý vôi này, rồi là đào hố này, rồi chôn này, rồi là lấp lại, rồi là rắc vôi lên, rồi là nói chung là mọi cái thủ tục là phải là làm để cho vệ sinh an toàn đến người dân. Trong sáng nay, thành phố Vinh đã chỉ đạo công ty hạ tầng, công ty môi trường khẩn trương vớt cá chết để xử lý môi trường. Cái thu gom nước thải của thường gió là cái hạ tầng đầu tư là cũng đang thiếu cái đồng bộ, cho nên là thứ hai nữa là cái hồ thành này là cũng do cái thống thủy là tháo rửa nước thường xuyên là cũng là chưa có cái giải pháp hữu hiệu, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là nước là tù đọng là lâu ngày. Được biết, quần thể thành Cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831, hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m. Dù đã được cải tạo vào năm 2018, nhưng đến nay, kênh hào vẫn đầy rác thải và mùi hôi thối do có nhiều nguồn nước thải sinh hoạt của người dân đổ vào mỗi ngày. Trước đó, vào tháng 1 năm 2019, tại Hào Thành, Cổ Vinh cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm môi trường.